32 kg, cô đấu hạng lên 44 và cô đã ép hơn 7 kg. Có như vậy 3 năm ra ngoài rồi. Thì đấu tiếp tục, cô đã 3 năm liền tiếp là huy chương vàng và được đã được nhà nước phong tặng lên đấu của quốc gia hạng cân 44 kg. Và theo là cô Nguyễn Thị Thái của Hải Phòng, cô 2 năm liên tiếp cô đạt huy chương bạc hạng cân 48 kg ở giải vô địch vật tự do của đội của nữ. Đó là các bạn rồi. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi đang tin giới thiệu cô Nguyễn Thị Thái. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Hoa Quận Giỏ, Hải Phòng. Cô đã 2 năm liên tiếp đạt huy chương vàng của giải trẻ toàn quốc hạng cân 48 kg. Nay cô là thành viên của đội tuyển quốc gia. Đây là ra ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Cả đang ngồi với nhau rồi. Trận đấu tiếp tục. Sau trận thi đấu của giải hai nữ là trận thi đấu đầu điều năm, các đôi khẩn trương, đôi cặp quốc sự của Hải Quốc ngày hôm qua phát sáng và có đôi ngôi sơn nam của Bắc Ninh xin theo. Sau trận đầu điều nhất là trận đầu điều hai, đôi Hà Ngọc Việt của quân đội nhất thắng đầu điều hai và đôi Hồ Đăng Trọng Khánh của trận thi đấu xin theo. Mời các đôi chuẩn bị tiếp tục. Mời các đôi vào theo đầu điều ba ra ngoài rồi. Hai đô thi đấu rất là tích cực, hai đô thi đấu rất là sớm cho trận đấu tiếp tục. Rồi các đô vào theo đầu là ba, số đô đô thành quân của Trung Quốc ngày qua kết thắng của đội ba. Vào một đàn người là tôi có một. Ra ngoài rồi. Kỳ về quá. Trận đấu tiếp tục. Hai đôi tạm nghỉ, mời hai đôi đầu lần nhất.